Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Hướng dẫn tự xem phong thủy tại nhà cực kỳ đơn giản, không phải ai cũng biết. Theo như quan niệm dân gian từ xưa cho tới nay, thì việc làm nhà, sửa chữa nhà rất cần đến việc xem phong thủy. Việc xem phong thủy với mong muốn tránh được những điều kiêng kỵ, mang đến những vận mệnh tốt cho người sống trong gia đình. Tình trạng phong thủy trong nhà không tốt sẽ tạo ra sát khí, gây ra ảnh hưởng xấu đến tiền tài, tình yêu, hôn nhân của gia chủ. Phong thủy có vai trò rất lớn trong cuộc sống của con người hiện nay, nhất là phong thủy nhà ở, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự may mắn của những người sống trong cuộc, sự thịnh vượng trên con đường tài lộc của cả gia đình. Chúng ta không nhất thiết phải phân tích phức tạp, chỉ cần với những cách làm dưới đây, chúng ta cũng có thể tự kiểm tra xem phong thủy nhà mình đã thực sự tốt hay chưa. Hãy cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu, tự xem phong thủy nhà mình cực kỳ đơn giản, không phải ai cũng biết. Số 1. Dưới giường ngủ có đường ống nước chạy qua. Trong phong thủy, giấc ngủ của con người luôn hấp thu sinh khí, tái tạo năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, kê giường như thế nào để đảm bảo có giấc ngủ ngon là điều tối quan trọng đối với sức khỏe của con người. Trong phong thủy, phía dưới giường ngủ có nguồn nước chảy qua như đường ống dẫn nước vào hoặc đường ống dẫn nước thải ra. Thì những người ngủ ở trên khu vực giường có đường ống nước chảy qua như vậy thì thường hay mắc các bệnh liên quan tới thận, bệnh về tuyến tiền liệt. Trường hợp này sẽ nặng hơn nếu như giường ngủ đặt ở trên vị trí có bể nước ngầm hoặc bể phốt. Phòng ngủ là nơi cần yên tĩnh. Phòng ngủ thuộc âm nhưng không được âm quá vượng, cho nên nếu âm quá vượng sẽ làm lệch sự cân bằng cần thiết cho cơ thể. Vậy nên nếu bể nước hoặc đường nước chạy qua, nó thuộc về âm thủy vượng. Bể nước với tính chất âm thủy vượng đặt dưới phòng ngủ lại ngay dưới giường ngủ, nó sẽ hút hết dương khí của người, khiến cho con người chúng ta sinh ra nhiều bệnh tật như phủ thủng, thấp khớp, bệnh suy thận dương, rối loạn tiêu hóa hay các bệnh về máu huyết. Nó cũng làm giảm ý chí phấn đấu, khả năng thành công của những người ngủ trên giường đó. Số 2. Ao nước phía sau nhà. Ao hồ trong phong thủy bao gồm ao cá phong thủy, hồ nước, mương nước, giếng nước, bể bơi. Các vị trí để bố trí ao hồ phong thủy khá đa dạng, như phong thủy hồ cá sân vườn ở ngoài sân, thậm chí trên sân thượng. Tuy nhiên trong xây dựng, người ta thường đặt hồ nước phía trước nhà nhằm tạo thẩm mỹ, giúp cho không gian có cảnh quan tốt và cũng hợp phong thủy. Vậy ao nước đặt phía sau nhà có ảnh hưởng như thế nào tới phong thủy của những người sống trong căn nhà đó? Lợi ích của nó mang lại là gì? Về mặt phong thủy, trong cuốn sách Địa Đạo Diễn của cụ Tả Ao có viết: muốn cho con cháu sống lâu, tìm nơi huyền vũ đằng sau cao dày. Ý muốn nói rằng nơi sau nhà tức là huyền vũ, là nơi chủ thọ yểu, phúc đường. Cho nên khu vực phía sau nhà cần cao, dày, che chắn được gió, thì người cư trú trong ngôi nhà đó sẽ có được sức khỏe, sống lâu. Sau nhà là nơi huyền vũ, dù bất cứ lý do nào đằng sau nhà có ao thì đều là nơi thấp hơn phía đằng trước, tức là huyền vũ ở vị trí này đã thấp hơn phía trước. Ngay cả trong phép xây dựng nhà cửa trước đây của các cụ cũng xây ở thế lưng tựa núi, chân đạp thủy thì mới được bền vững. Kể cả việc trồng cây cũng vậy, trước cau để cho thoáng, người ngồi trong nhà khi khách đến có thể nhìn ra mà nghênh đón. Phía sau thường trồng chuối, chủ về phong thủy, chuối là cây lá bản rộng để che chắn gió, không để gió thổi từ lưng vào. Những gia đình mà phía sau nhà có ao thì những người nam giới trong gia đình thường bị mắc các bệnh về sinh lý, yếu sinh lý, các bệnh về thận. Nữ giới trong nhà thường mắc các bệnh viêm nhiễm, các bệnh phụ khoa liên quan tới đường sinh sản. Như vậy, để hóa giải căn nhà mà sau nhà có ao, sông, hồ thì gia chủ nên đắp sau nhà cao hơn phía trước, nên đắp gò, đồi, tam sơn hoặc ngũ sơn, ngọn đồi nhỏ với ngọn ở giữa cao nhất để tạo thành hình ngọn núi.
nếu đất rộng, chúng ta có thể trồng thêm cây mít hoặc các cây thấp tán để có thể che chắn. Một thế phong thủy khác cũng liên quan tới ao mà mọi người cũng cần chú trọng, đó chính là thế gương soi chợ máu hay vạn đạo kim quang, được xem là một trong những cách bố trí vị trí ao có thể gây ra họa sát thân, tai ương vô vàn đến gia chủ. Thường thì nếu xây dựng ao hồ bể bơi trước nhà thì không nên quá gần nhà. Khi ánh sáng mặt trời chiếu và soi xuống mặt hồ, nó sẽ tạo thành một chiếc gương soi phản xạ vào trong nhà. Lúc này ao hồ được xem là phạm thế phong thủy. Với những khu vực ao hồ trước nhà mà phạm thế này, chẳng khác nào nhà có gương bát quái rất lớn. Thêm vào đó, nếu giữa cửa nhà có treo một cái gương to chấn trạch thì chỉ làm cho năng lượng sát khí, tăng tính hung khí cho cả gia đình. Chính vì vậy, khi xây dựng ao hồ trong sân vườn, ngoài yếu tố thẩm mỹ thì cần xem xét việc bố trí để tránh phạm phải phong thủy. Với trường hợp này, có thể hóa giải bằng cách thả bèo hoặc các cây sống trên mặt nước để hóa giải. Trong trường hợp là bể bơi trước nhà không thể thả các loại cây thủy sinh thì nên lựa chọn các vị trí xung quanh ao để trồng cây có tác dụng tránh ánh nắng, ánh sáng. Thường là cây trúc dễ trồng với thân thẳng, cao, mọc nhanh, có tác dụng chắn những tia nắng khúc xạ vào nhà, làm giảm đi các sát khí. Ngoài ra, cách lấp ao, hồ chính là cách triệt tiêu phong thủy triệt để nhất. Trường hợp số 3, mua phải nhà cũ mà chủ nhà làm ăn thua lỗ, gia đình lục đục ly tán. Với nhiều gia đình, việc mua được một căn nhà để làm nơi sinh cơ lập nghiệp là một điều hết sức khó khăn và vất vả, vì chúng ta phải dành dụm cả đời mới có được một ngôi nhà như mong muốn. Thế nhưng việc mua phải một ngôi nhà mà chưa biết rõ nguồn gốc của ngôi nhà đó hay thế đất trước kia của ngôi nhà, cũng như chủ nhân của nó như thế nào, công việc làm ăn ra sao, gia đình họ có hòa thuận hạnh phúc hay không, là một điều mà không phải ai cũng biết rõ ràng được. Mua một ngôi nhà vừa rẻ vừa đẹp mà chủ cũ lại tốt thì đó là một điều hoàn hảo, nhưng không phải ai cũng có thể may mắn như vậy. Vậy trường hợp mua phải một ngôi nhà cũ với những điều không may mắn, xui rủi thì chúng ta lại phải bán ngôi nhà đó đi và đến một nơi khác để lập nghiệp hay sao? Có một cách khá hay và đơn giản các bạn có thể tham khảo để giảm bớt được phần nào nghiệp chướng hay những điều xấu đang đeo bám ngôi nhà mà bạn đã mua. Trường hợp với ngôi nhà đó là ngôi nhà mái ngói thì các cụ thường có câu tam ngũ hình thành hóa thiên tâm. Trường hợp này các bạn hãy trèo lên đỉnh mái nhà, mở viên ngói ở trên đỉnh của mái và để cho ánh sáng chiếu vào trong nhà trong vòng 3 ngày 3 đêm. Trường hợp ánh sáng chiếu vào nhà đó chính là hóa thiên tâm. Ánh sáng của thái dương với năng lượng mạnh sẽ giúp xua đuổi các tà khí, vong cô hồn, những điều xấu xa ra khỏi ngôi nhà, giúp cho gia chủ được bình an khi sống trong ngôi nhà mới. Sau thời hạn 3 ngày 3 đêm, gia chủ tiến hành để lại viên ngói vào vị trí ban đầu, sau đó dọn về ở. Còn với trường hợp ngôi nhà đó là ngôi nhà mái bằng thì chúng ta không thể tạo lỗ hay khoan đục trên mái nhà để cho ánh sáng chiếu vào nhà được. Với trường hợp này sẽ có cách giải quyết khác. Các bạn hãy tìm đến một gia đình nào đó mà cuộc sống của gia đình họ khá sung túc, gia đình hòa thuận, người chủ gia đình có tri thức. Các bạn hãy xin một ít đất ở gia đình nhà họ, sau đó gói vào vải đỏ mang về nhà, để giữa nhà 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, chúng ta lại bỏ đất đi, dọn về nhà ở như bình thường. Điều này cũng giúp hóa giải những tà khí, những vong hồn, những điều xấu xui rủi đang đeo bám ngôi nhà của bạn. Số 4, xây nhà, sửa nhà mà đổi bếp thành nhà vệ sinh và ngược lại. Với những gia đình nếu xây nhà mới trên nền nhà cũ hoặc sửa chữa cơi nới lại nhà cũ của mình mà vô tình chúng ta phá khu vực bếp cũ để làm nhà vệ sinh hoặc ngược lại phá nhà vệ sinh để làm bếp thì đây được coi là trường hợp phạm phong thủy khá nặng. Theo như quan niệm tâm linh thì khu vực bếp chính là nơi ông táo ngự trị, còn nhà vệ sinh chính là nơi ô uế nhất của căn nhà. Nếu như chúng ta hoán đổi vị trí này cho nhau sẽ khiến cho các thánh thần nổi giận
bởi vì chúng ta đã đặt các vị ở nơi ô uế nhất của ngôi nhà, khiến cho gia chủ sẽ phải gặp họa. Trường hợp này gia chủ trong nhà thường phải mắc các bệnh liên quan tới tèo não, các bệnh về xương khớp, tai biến lâu dần có thể dẫn tới liệt. Vì vậy, chúng ta hãy cân nhắc thật kỹ với trường hợp khi xây hoặc sửa chữa nhà cửa. Trường hợp gia chủ mua lại nhà cũ mà chưa biết vị trí bếp ở đâu thì hãy liên hệ ngay với chủ cũ để hỏi cho rõ ngọn ngành trước khi tiến hành xây dựng sửa chữa, để tránh gặp phải những tai họa không đáng có. Số 5. Cầu thang đi thẳng ra hướng cửa chính. Trong phong thủy, khí được đưa vào ngôi nhà từ cửa chính để lưu thông phân bổ cho toàn bộ căn nhà. Nếu khí vừa vào nhà đã gặp ngay cầu thang vốn được thiết kế thành bậc, ngay lập tức đường lưu thông của khí sẽ bị cắt đứt, tập trung ở chân cầu thang mà không thể di chuyển vào sâu trong nữa, hoặc không lan tỏa ra được xung quanh. Cầu thang chính là vật dẫn khí rất mạnh lên các tầng trên. Nếu như cửa ra vào là để dẫn khí vào tầng trệt thì cầu thang là lời dẫn khí lên các tầng trên. Do đó, cầu thang không nên đi thẳng ra hướng cửa chính, vì khí đi vào nhà theo chuyển động của con người, xe cộ thì khí sẽ đi lên cầu thang. Do đó, cầu thang cũng tựa lối đi, cửa nẻo mà dẫn khí đi. Nếu hướng của cửa chính và cầu thang là hướng nam thì vào mùa hè dễ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào từ rất sớm, khiến cho người bước từ cầu thang bước xuống sẽ bị chói mắt và dễ bị bước hụt. Còn nếu hướng cầu thang và cửa chính là về hướng bắc thì vào mùa đông có gió đông bắc thổi thốc lên các lầu trên, khiến cho nhiều người trong nhà dễ mắc các bệnh về lao phổi, lạnh lẽo, dễ bị ho, gây bệnh tật cho sức khỏe của những thành viên trong gia đình. Về kiến trúc, rõ ràng đặt cầu thang đối diện cửa chính vô cùng bất tiện, không chỉ về tính chất riêng tư mà còn không có chút lịch sự. Cụ thể, cầu thang phía hướng ra cửa chính sẽ khiến cho người ở bên ngoài hoặc khách đang ngồi ở phòng khách sẽ nhìn thẳng lên. Khi có người đi từ trên xuống sẽ có cảm giác bất tiện. Sau đây là một số cách hóa giải phong thủy. Cách thứ nhất, chuyển hướng đầu cầu thang. Cách này để có thể hướng cho miệng cầu thang ra hướng khác bằng cách nắn và đổi hướng của cầu thang để khi bước vào không nhìn thấy miệng của cầu thang. Cách thứ hai, chúng ta có thể đặt tấm bình phong hay vách ngăn, kệ tivi, kệ đựng sách báo để có thể chắn cầu thang và cửa chính. Cách thứ ba, đổi hướng cửa chính. Chúng ta di chuyển hướng cửa chính, đồng thời thay đổi hướng cách bố trí của phòng khách phù hợp với hướng của cửa chính mới. Tuy nhiên, điều này là điều bất đắc dĩ và không khuyến khích trường hợp này. Số 6. Trường hợp cầu thang đặt giữa nhà. Xét trên khía cạnh của khoa học phong thủy thì cầu thang có vai trò rất quan trọng. Cầu thang được xem như xương sống của ngôi nhà, nó kết nối các tầng với nhau. Chính vì thế, cầu thang được xem là phương tiện vận chuyển khí đi khắp ngôi nhà, vận chuyển luồng sinh khí đi từ tầng này qua tầng khác một cách nhịp nhàng. Nguồn năng lượng phong thủy của cầu thang khó có thể định dạng. Tuy nhiên, nếu cầu thang được thiết kế hợp phong thủy sẽ mang lại vượng khí tốt cho ngôi nhà. Ngược lại, nếu bố trí cầu thang không tốt sẽ gây bất lợi, nhiều hung khí sẽ bủa vây gia đình bạn. Đặc biệt, đặt vị trí cầu thang ở phía giữa ngôi nhà được gọi là trung cung. Vị trí giữa nhà trong phong thủy được gọi là trung cung. Trung cung trong phong thủy thuộc hành thổ, nó ở trạng thái tĩnh. Cầu thang thuộc hành thủy mang đặc tính lưu động vì tính chất di chuyển lưu động của nó. Như vậy, nếu như đặt cầu thang ở giữa ngôi nhà, ở vị trí này ta có thủy thổ sẽ tương khắc với nhau, nó sẽ mang lại cho gia chủ những điều xấu. Và theo phong thủy, vị trí tốt nhất để đặt cầu thang trong nhà chính là đặt lệch về phía bên trái hoặc bên phải, tránh thiết kế cầu thang đặt ở trung tâm ngôi nhà. Nếu như cầu thang đặt giữa nhà mà lại có hướng của cầu thang tại hướng ngay cửa chính ra vào thì đó lại càng nguy hại. Điều này sẽ khiến cho gia chủ gặp rất nhiều vấn đề không thuận về sức khỏe, kinh tế cũng như gia đình sẽ bị giảm sút. Ngoài ra, một trường hợp khác cũng liên quan tới cầu thang, đó chính là cũng không nên làm nhà vệ sinh ngay dưới gầm cầu thang hay kẹp vào cầu thang. Trong phong thủy, người ta gọi đó là trường hợp tử khí kẹp hầu. Vì cầu thang là vị trí trung tâm của căn nhà
để lên được các tầng trên. Nó được ví von như lá phổi cung cấp sinh khí cho cả căn nhà. Nếu như lá phổi bị ô nhiễm thì cơ thể chúng ta sẽ mệt mỏi, thiếu sức sống. Nên nếu đặt nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang sẽ đem đến luồng sinh khí không tốt, gây hại cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Đặc biệt có thể ảnh hưởng tới đường con cái của các cặp gia chủ mới cưới nhau. Nhà vệ sinh là nơi cho ra luồng khí lạnh, chất thải ô nhiễm và là nơi không gian dễ sản sinh ra các vi khuẩn. Vậy nên đặt toilet, nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang đồng nghĩa với việc gia chủ dẫm lên những điều không tốt đẹp, những điều không may mắn. Cầu thang, nơi liên kết tạo sự xuyên suốt giữa các tầng trong nhà mà vệ sinh đặt dưới gầm cầu thang sẽ sinh ra âm khí cực kỳ vượng. Sức lan tỏa của âm khí này sẽ làm tinh thần của gia chủ ngày càng căng thẳng, mệt mỏi, nảy sinh những mâu thuẫn nhiều hơn. Các bạn đã được lắng nghe video hướng dẫn tự xem phong thủy nhà mình, cực kỳ đơn giản mà không phải ai cũng biết của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy chia sẻ, đăng ký kênh, like, share để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!